Anh em đang có nhu cầu nạp coin eFootball uy tín, chất lượng, giá rẻ, ưu đãi, liên hệ ngay fanpage Pau Game. Link page đã được mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cả channel của mình, và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm về con hàng Vlahovic anh em ạ. Một con hàng trong tuần này khá là ảo khi mà chúng ta thấy được sự bất ngờ đến từ Konami khi mà cho Vlahovic búp tận 6 chỉ số. Đây anh em thể thấy là thẻ chỉ số gốc là 94, nhưng mà khi cho vào đội hình thì là 100. Mình không có huấn luyện viên nào cả nhưng vẫn lên được 100 anh em ạ. Chiều cao là 1m90 và 23 tuổi. Thuận chân trái với cả Vlahovic. Mà Konami búp quả điều thực sự luôn đấy. Búp phát lên 100. Style là Fucking The Box. Nhận thức tấn công là 86, điều khiển bóng là 85. Dê bóng là 78. Xử lý không gian hẹp là 80, chuyền thấp 72, chuyền bổng là 63. Dứt điểm phiên bản này rất tốt là 91, đánh đầu là 78, sút phạt 82 và độ xoáy là 78. Cái độ xoáy của Vlahovic cũng như là cái đánh đầu là không tốt lắm này. Nó chỉ ở chỗ gọi là đủ dùng thôi. Tốc độ là 87 và tăng tốc 85, lực sút rất tốt là 91, bật nhảy 74, tỷ đề là 90. Thăng bằng 77 và thể lực là 79. Bộ chỉ số rất đẹp với cả Vlahovic. Và phiên bản này thì hai chân của Vlahovic khá là tốt. Đây là những chỉ số mà Vlahovic khi được búp thêm cộng 3 ở cái phong độ A, điều khiển bóng, dứt điểm, lực sút cũng như là cái tỷ đề. Là 4 cái chỉ số được búp thêm cộng 3 khi mà Vlahovic có những cái phong độ A hoặc là B. Có skill sẽ là đánh đầu này, cứ lòng xa, knuckle sút, dipping sút, sút một chạm, chuyền một chạm, sút penalty, ăn vạ và có ưu thế trên không. Một bộ skill cũng rất đẹp, cũng rất hoàn thiện cho Vlahovic khi anh đang đá vị trí tiền đạo. Một bộ skill quá đẹp cho vị trí tiền đạo. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cả trận thi đấu đầu tiên cùng với cả Vlahovic. Ở trận đầu tiên thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái khả năng chạy chỗ trong vòng cấm của Vlahovic. Còn sang cái trận thi đấu thứ hai thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái khả năng chọn vị trí đánh đầu anh em nhá. Trận 2 thì mình sẽ chỉ có tạt thôi. Bây giờ chúng ta cùng đến với những bước chạy đầu tiên của Vlahovic. Mình sẽ phải nói luôn là Vlahovic ở phiên bản này thực sự được búp quá ảo. Và cũng như là trong cái tuần nào mà có phong độ A thì anh em nên sử dụng Vlahovic. Còn tuần nào mà Vlahovic không có một cái phong độ tốt thì thôi, mình nghĩ là chả nên dùng đâu anh em ạ. Tại vì chỉ số nó sẽ trở về ban đầu. Cũng như là cái form của Vlahovic nó là form 0, rất khó chịu với cả form này. Cho nên tuần nào Vlahovic có phong độ tốt thì anh em nên sử dụng phiên bản này. Còn tuần nào không có phong độ tốt thì thôi, anh em sử dụng những phiên bản khác. Tại vì cho vào là hầu như Vlahovic sẽ ít khi trận nào có phong độ tốt, và hầu như là phong độ toàn đi xuống thôi. Cho nên mình, đó là cái điểm mà mình không thích ở Vlahovic. Còn lại trong cái phiên bản này, ở trong một cái tuần đang có phong độ A hay là sau này có tuần phong độ B thì Vlahovic sẽ đá cực kỳ cháy anh em nhá. Thực sự rất chay với cái phiên bản này. Bộ chỉ số được búp các kiểu các thứ rất sướng. Đây là Mandini. Từ từ, rất bình tĩnh. Đẩy bóng xuống, ở trong có Vlahovic, không đến được Vlahovic. Cái style Fucking The Box thì là một cái style di chuyển khôn ngoan, chọn vị trí tốt trong vòng cấm. Và cá nhân mình thấy thì Vlahovic, những cái tình huống mà chúng ta chọc khe ở ngoài vòng cấm thì rất ít khi thấy Vlahovic chủ động chạy. Tất nhiên là cũng tại vì cái style nữa, nhưng mà có nhiều Fucking The Box mình trải nghiệm thì ở ngoài vòng cấm các Fucking The Box đó cũng khá là chủ động di chuyển. Nhưng mà ở Vlahovic thì mình thấy rằng là đang hơi bị lười di chuyển ở ngoài vòng cấm anh em ạ. Cho nên là đá nhiều tình pha thì rất khó. Đấy rồi, chúng ta có một cơ hội này. Vlahovic di chuyển và đây là Vlahovic. Ngoài vòng cấm thì có thể là Vlahovic chưa nguy hiểm, nhưng ở phiên bản này trong vòng cấm là một thứ gì đó rất quái vật khi mà Vlahovic đã chọn cho mình được một vị trí tốt. Johan Quay là người đã tìm thấy Vlahovic. Một tình huống mà Vlahovic đã không cần phải làm quá gì nhiều khi mà anh đã chọn được một vị trí trống trải để dứt điểm. Và 1-0. Và thật ra thì từ trước đến nay thì mình không quá đề cao Vlahovic anh em ạ. Mình chưa bao giờ đánh giá cao Vlahovic. Nếu mà cho một cái bảng xếp hạng từ bậc C cho đến bậc SS thì có lẽ là Vlahovic chỉ ở bậc A thôi anh em nhá. Đấy. Nhưng mà trong những cái tuần mà Vlahovic ở trong một cái trạng thái phong độ là A hoặc là B, đá cái phiên bản này thì thôi bao cháy, khi mà đây cũng là một phiên bản mà Vlahovic có bộ chỉ số dứt điểm cũng như là cái búp về cái chân không thuận thực sự tốt. Chúng ta không cần lo cái form của Vlahovic sẽ bị xìu xuống nữa. Ok, đội bạn đã mắc sai lầm và đây là một cơ hội dành cho Vlahovic. Cú đúp đơn giản. Cú đúp này thì quá đơn giản rồi, sai lầm rất lớn của hậu vệ đội bạn. Và Vlahovic không thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này, một cơ hội rất ngon ăn. Bóng được bơm vào vòng cấm và Vlahovic đã có bàn thắng, không ai kèm cả. Cú thứ 35 và Vlahovic đã có cho mình là cú đúp
Thời gian còn quá nhiều để chúng ta sẽ đi tìm kiếm một cú hat-trick. Đoàn Khoai. Ở phiên bản này thì không phải là Vlahovic sẽ không có điểm yếu, chắc chắn có rất nhiều. Đó chính là cái form là mình nói đi nói lại nãy giờ. Cũng như là phiên bản này thì Vlahovic sẽ không có khả năng đánh đầu tốt. Và cả cái bật nhảy nữa Vlahovic cũng không tốt. Mặc dù anh có chiều cao rất tốt đấy, nhưng mà khả năng đánh đầu là chưa tốt anh em ạ. Đánh đầu mình thấy rằng là nó không ảo ở mặt đánh đầu. Đánh đầu khá lệch. Đấy rồi, Messi không qua được người. Cơ hội cho đội bạn. Vinicius. Vẫn là Vinicius pha đẩy bóng hơi dài rồi. Đội bạn đang bí với cả những pha tấn công. Chúng ta thì vẫn khá là thảnh thơi thôi. Lên bóng từ từ. Bellingham đường truyền vào trong, không đến được chân của Vlahovic. Đặt bóng hay này. Tấn công hoàn công. Messi. Ở phía trên thì Johan Khoai đã giơ tay xin bóng. Đấy rồi, bóng đến chân của Vlahovic, không vào. Một nhịp xử lý đơn giản để dứt điểm. Đáng tiếc là chúng ta sút vào góc gần, nơi mà thủ thành của bạn đã đứng sẵn rồi. Ở trong có Mbappe. Đấy rồi, Roberto Carlos ở phía bên trong, đường tạt quá sâu. Đấy rồi, cơ hội cho đội bạn. Vinicius. Bellingham, ôi được chuyền vội nhỉ. Đội bạn hình như là trận này là đang chuyền hơi bị vội, cho nên chúng ta sẽ có một cơ hội để phản công. Bellingham. Đấy rồi, đường truyền dành cho Vlahovic, khoảng trống Vlahovic vào. Chúng ta đã hoàn thành cú hat-trick với Vlahovic. Một tình huống mà trước đó đội bạn đã phản công nhưng mà không thể thành công. Và ngay sau đó chúng ta đã ngay lập tức lên bóng. Và các vệ tinh chúng ta thì không bao giờ có thể sai sót rồi. Vlahovic với một tình huống mà một nhịp đẩy để tạo khoảng trống rồi dứt điểm. Và anh đã hoàn thành cho mình cú hat-trick trong ngay trận thi đấu đầu tiên. Ok, và đội bạn cũng sẽ out trận thi đấu này anh em ạ. Một trận đấu mà đội bạn chơi chưa thực sự quá hay. Và sang trận thi đấu thứ 2 thì như mình đã nói, mình sẽ chơi tạt. Mình đã hồi sinh lại Philip Kostic. Và bên kia chúng ta có Cua Đồng. Hai chân tạt bóng của giải Ý sẽ được tham gia trận thi đấu này. Chắc chắn là điểm đến là Vlahovic rồi. Mặc dù là mình đã nói rằng khả năng đánh đầu cũng như là khả năng bật nhảy của Vlahovic là không cao, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đây là một style Fox in the box, cho nên là Vlahovic sẽ di chuyển trong vòng cấm rất hay và sẽ chọn vị trí bóng tốt, cho nên chúng ta sẽ chơi tạt được. Đấy rồi, một đường bóng dành cho Kostic, đường tạt không được. Nói chung là trận này chúng ta chỉ dinh dinh để đẩy ra cánh tạt thôi. Đoàn Khoai, phối hợp nào, phối hợp nào. À đúng rồi, phiên bản này thì Vlahovic cũng có cái chuyền một chạm, cho nên là chúng ta phối hợp cũng sướng. Đây rồi, Kostic dứt điểm không, không dứt điểm mà chuyền. Ờ kìa, đường chuyền không đến cái vị trí của Vlahovic. Vẫn còn này. Cua Đồng vẫn còn, xử lý rất hay đến từ Cua Đồng. Vẫn là những nhịp nhá nhứ của Cua Đồng. Ở trong thì Vlahovic đã có pha đánh đầu nhưng mà không thành. Dứt điểm không vào. Phá bóng lên, đây rồi, vẫn còn. Ờ không được, không được. Sao bên Nam không nhảy lên tranh chấp nhỉ. Vẫn không phản công được. Nào làm quả truyền trọt các thứ đó, chắt chiu. Ơi vừa nói xong, cũng nói chắt chiu xong là lại truyền hỏng. Chúng ta đang đối mặt với một tình huống phản công của đội bạn chưa có thấy gì gọi là nguy hiểm. Ở đây đúng rồi, bây giờ thì nguy hiểm rồi anh em ơi. À không sao cả, không sao cả. Đoàn Khoai rất chủ động lui về phòng ngự. Kostic. Nào Kostic ơi, thoát đi. Không thoát nổi. Quả cánh Kimmich phòng ngự khá khó chịu. Một cơ hội đứng trong khe dành cho. Không may quá. Cái chân của Nesta vẫn nhanh hơn. Không được. Bóng tuyến 2 dành cho Costa Cuta. Không dứt điểm. Quá lập bập, ơ kìa lập bập đây. Nào, Maradona đường chuyền vào Forlan. Sau những tình huống lập bập, sau những tình huống mà chúng ta đã chủ quan thì chúng ta đã phải nhận bàn thua. Nó là điều chắc chắn rồi, chúng ta quá chủ quan. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà Bé Linh đã xử lý bóng quá tốt. Johan Khoai đường đẩy ra cánh. Đấy rồi, khoảng ui trồi bóng kìa. Má đen đật chứ. Có cơ hội rồi mà không, vẫn chúng ta vẫn chưa tạt được quả nào đẹp đẹp nhỉ. Bellingham qua người tốt. Đấy rồi, Vlahovic vào dứt điểm. Vlahovic. Khả năng nhận bóng xoay lưng về phía khung thành của đội bạn của Vlahovic là rất tốt. Và cùng nhìn lại tình huống này, một tình huống mà Bellingham là người xuất sắc hơn cả, một nhịp xử lý quá tốt để loại bỏ tiền vệ phòng ngự đội bạn. Declan Rice bị qua quá dễ dàng. Và rồi Vlahovic, sở trường của anh, quay lưng rồi dứt điểm. Xoay sở chạy bóng rất tốt với một nhịp chạm thôi.
Mình phải nói rằng là Vlahovic ở phiên bản này xử lý một chạm khá tốt. Mình thấy khá ưng ý với những cái pha mà Vlahovic quay lưng lại về phía khung thành đội bạn rồi xoay một nhịp để dứt điểm. Mình thấy những pha bóng như thế rất là hiệu quả với Vlahovic. Đội bạn có cơ hội và Folan đã có cho mình cú đúp. Và đang quá đen khi mà đội bạn đá quá hay. Vừa ghi bàn thôi thì ngay lập tức Folan đã vả chúng ta một phát nữa. Và bây giờ là 2-1. Chúng ta lại phải đuổi. Tốt này, để Declan Rice. Johan quay ở phía bên cánh có cua đồng. Đây rồi, khoảng trống để tạt và ở trong có Vlahovic. Folan gọi và Vlahovic trả lời một tình huống mà Vlahovic đã lùi lại, kết nối lối chơi tốt. Và một pha bóng mà chúng ta đã có một cơ hội ngoài cánh. Cua đồng thì tung được cú tạt quá tốt rồi. Ở trong thì Vlahovic đã di chuyển rất khôn ngoan. Di chuyển lên rất nhanh để đè mặt Rabiot. Và chúng ta đã có bàn thắng bằng đầu. Quá hay luôn. Điều chúng ta chờ đợi Vlahovic là những pha chọn vị trí trong vòng cấm để đánh đầu. Costa Cuta. Bây giờ chúng ta phải phòng ngự thật tốt và tránh những cái đường truyền nó nguy hiểm ở phía sân nhà khi mà đội bạn tận dụng cơ hội rất nhanh. Đấy rồi, Filip Kostek lại có khoảng trống thì chắc chắn là đường tạt bóng sẽ đến với cả... Tại sao? Vlahovic đâu rồi? Đoàn Khoai xâm nhập nhanh thế nhở? Kluivert. Cắt bóng tốt này. Vẫn không được. Tốt quá, chúng ta phải cắt bóng ngay. Đội bạn mà đưa bóng cho đội bạn thì thôi đấy. Mình chỉ có niệm thôi, đội bạn xử lý các thứ ảo lắm. Của Rado. Đấy rồi, qua người hay này. Khoảng trống ở phía bên trong có Vlahovic, không được. Theo Hernandez quá nhanh. Rất đáng tiếc, chúng ta tưởng chừng đã có cơ hội để căng ngang. Nhưng mà không anh em ạ. Đội bạn nhanh quá. Vlahovic di chuyển kìa. Vlahovic di chuyển, đẩy ra cánh đã, đẩy ra cánh đây rồi. Cua đồng ơi, đưa bóng vào trong, không được. Nhưng vẫn còn là Doan Quài. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi, một tình huống mà Doan Quài đã đẩy bóng ra cánh rất nhanh. Và tưởng chừng là một pha bóng cho Vlahovic sẽ rất đẹp, nhưng Rabiot lần này đã phòng ngự tốt. Và Doan Quài đã chọn một vị trí hay khi mà bóng bật ra. 3-2 và chúng ta đã vươn lên dẫn trước. Và lội ngược dòng của chúng ta đã rất gần rồi. Joshua Kimmich. Không được. Nào lại phản công tiếp. Doan Quai rất bình tĩnh. Bellingham nhận bóng. Tốc độ không chuyển được. Nhưng vẫn còn. Roberto Carlos. Nào nào. Vlahovic di chuyển tốt này. Từ từ. Đấy rồi. Bình tĩnh quá. Đấy rồi. Đội bạn băng ra kia. Tạt bóng đi. Vlahovic và vào. Không vào. Trời ơi. Thằng nào thủ may thế. Mà quả hat-trick của tôi. Không sao cả, chúng ta lại được lên bóng. Bellingham. Để rồi đường truyền dành cho Vlahovic, đỡ một nhịp và khoảng trống Vlahovic không vào. Ui, thủ thành của bạn xuất sắc quá nhưng vẫn còn. Đây rồi, bóng tuyến hai cho Bellingham. Quá xuất sắc Bellingham ơi. Bàn thắng quá xứng đáng với những đóng góp của Bellingham trận hiếu này, nhưng phải đáng tiếc với pha dứt điểm này của Vlahovic. Nhưng ngay lập tức ở tuyến 2 có Bellingham và một siêu phẩm được tạo nên. Cú dứt điểm là quá căng. Không có một cơ hội nào nữa cho thủ thành của đội bạn. Và đội bạn out trận thi đấu này luôn rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc cái bài trải nghiệm nhanh của mình về Vlahovic ở đây thôi. Và chấm trên thang điểm 10 thì mình sẽ cho Vlahovic 7.5 anh em nhá. Và nếu anh em đang có nhu cầu nó coi an toàn thì có thể liên hệ mình qua fanpage Phong Game. Mình để link dưới phần mô tả anh em nhá. Còn bên mình thì bảo hành đầy đủ cho anh em. Còn giờ thì bye bye.